Ở xe này tuyết nó nhiều quá, nó tuyết mà nó phủ nhiều quá, nó ùn tuyết cao quá hay là gạt nước á, nó tuyết này đóng vậy, cái gạt nước nó bị có vấn đề rồi, gạt nước nó bị gãy. Bây giờ mình sẽ đi mua cái gạt nước mới. Trước tiên mua gạt nước thì mình phải xác định được là mình phải phổ nó ra, mình phải là xác định được là cái gạt nước là nó dài hay là ngắn, nghĩa là mình phải đo đấy. Một thì mình tháo ra mình cầm đi, mà hai là mình phải là biết được cái kích thước là tháo thì nó đập là nó ra, tháo thì nó không đơn giản là do mình tháo nhiều rồi á. Khai ngánh của mấy chân linh đàng hoàng ngon chứ vậy, hàng xịn chứ vậy, hàng rinh chứ vậy. Bây giờ mình cũng đi mua của thằng Michelin. Mình mua ở nó cốt cổ á. Thân thủ gắn nữa, không là tuyết nó phủ hết rồi. Nhanh lắm, gắn cái này thì 10 phút là đi vào rồi, gắn khoảng 2 phút là xong rồi. Đấy, thằng Michelin cầm hai ngày này mình đo cho nó chắc. Thì nó mình có vì giờ chỉ là mình về mà nấu cơm mà chuẩn bị đi làm nữa. Cốt cổ ngày này thưa giờ này cũng vắng, cốt cổ thì đã số lúc cuối tuần mới đông rồi. Mua hai cái này cũng một cộng 19 đồng á. Bữa đất nó sale thì nó sale thì nó rẻ, còn sale thì như 19 đồng chưa thuế, hai cái là gần cộng 40 đồng rồi đó. Còn mua về gắn cho nhanh. Nhưng mình phải xác định được là cái chiều dài của nó dài hay ngắn. Một lưỡi giá duy nhất là 14 đồng, 13 đồng 99. Thế còn mình như là một cái 14 à, cái ngắn nhất là chắc là 14 rồi đó. Mình đo đó, chứ không thì đi mất công chạy là mình ra gót cổ cũng là 4 phút rồi. Một cháo, một cái là 14 in, cái như 16 hay 18 như đây, con 18 in này cả. Mua xong rồi, mua hai cần gạt nước, với cái hộp thuốc cho vợ, hai cần thuốc, hạt gạt nước thì cái 13 đồng 99. Hai cái thì 28 đồng. 28 đồng thì tiền thuế nữa, 5 đồng tiền thuế. Hai thứ là 5 đồng tiền thuế, thuế 13% mà. Bây giờ mình sẽ gắn cái này đơn giản mà. Nhưng mình gắn nhiều rồi. Gắn thì gắn cái dài trước được thì gắn trước được hết. Tùy theo mà thay một cái thì gắn một cái, mà thay hai cái thì gắn hai cái. Nhà sản xuất nó sản xuất ra thì là nó cũng lo quá, nó bỏ nhiều. Mình thì mình gắn đơn giản thôi. Đấy, đơn giản. Có cái chiều này này. Chiều này thì mình Oppo. Đấy, nó là cái chiều nó là mình móc vô đây này. Nghiêng lại. Đấy, rồi mình lọt vô đó. Rồi mình móc lên. Và mình kéo lên là xong rồi đó. Hàng rin mà. Nó có cái vàng vàng đấy. Nó có cái vàng vàng này, lát này mình lột cái vàng vàng ra. Nó có cái văng vàng này, nó nhận dạng như hàng bên nhà sản xuất nó sản xuất tốt mà. Đây, đây là cái móc thì mình có cái là những cái gờ á,
gờ đây này, gờ lần thật, gờ lần này, mình chui vào đây này, chui cái móc vào đây, mình chơi vào đây, rồi mình kéo lên cái, rồi mình giật thêm cái nữa, rồi mình hạ nó lại, đây có cái móc, đấy, đấy, xong rồi đó, cái vàng vàng này thì mình rút nó ra, rút cái vàng vàng này bỏ, rồi bẻ xuống. Như vậy là mình đã gắn xong, mình rút xuống. Đấy, cái vàng này nữa. Gạt nó xuống. Xuống đó. Cái này, một cái nằm đây nữa. Rồi, xong. Đồ này dồn rác. Quá đồ gắn, gắn thì gắn ít. Dồn rác nhiều. Thì đợt thì tuyết nhiều quá. Wow, đây cả tay. Gắn xong rồi đó. Một lần quá. Xong rồi. Gắn xong rồi. Gắn xong rồi. Về. Ui, 11 giờ rồi. Bây giờ là 11 giờ 3 phút rồi. Thôi đi về nghỉ ngơi, 2 giờ đi làm. Từ nhà mình nói về Cốt Cổ thì thành quá Cốt Cổ thì tầm 4-5 phút à. Thôi chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Mùa đông thì nó cũng bắt đầu vào mùa đông. Đấy, tuyết thì vẫn thích nhưng là lần tuyết quá trời này. Tuyết kiểu nó cao hơn cả xe nữa. Bên cái đồi tuyết bên này kìa. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye các bạn.